Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hồng Nhung đến từ kênh Việt Vision, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung những ngày lẩn trốn ở Việt Nam của hai nghi phạm bị Mỹ truy nã. Bị cảnh sát Mỹ truy nã đỏ vì tình nghi sát hại hai người, Polifan và Jaden Nguyễn đã bỏ trốn về Việt Nam trong mác đi du lịch, ăn chơi và tìm người kết hôn. Polifan, 26 tuổi, Jaden Nguyễn, 25 tuổi, bị cáo buộc giết hai người ở thành phố Houston, bang Texas hồi tháng 1. Họ mang lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng Thư ký Interpol ban hành ngày 18 tháng 4 với tội danh giết người có khung hình phạt là tử hình. Bộ Công an nhận thông tin hai nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này đã nhập cảnh và lẩn trốn tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự C02 đã chỉ đạo phòng truy nã tội phạm, tập trung lực lượng, phối hợp công an các địa phương truy tìm. Mục đích là bắt bằng được hai người này nhằm phòng ngừa, không để họ tiếp tục gây án, phạm tội tại Việt Nam, cán bộ C02 cho biết. Ngày 20 tháng 6, sau hơn 2 tháng lần tìm khắp các tỉnh thành, trinh sát truy nã phát hiện người đàn ông rất giống Polifan. Nghi can này đang sống tại căn nhà ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, được người quen đứng tên thuê giúp. Anh ta rất ít ở nhà, thường đến phòng gym hay thâu đêm suốt sáng tại các quán nhậu, bar, vũ trường. Sau khi xác định nghi can chính là Polifan, nhiều mũi trinh sát được huy động theo dõi mọi động tĩnh xung quanh căn nhà, nơi có khả năng là hang ổ nhóm tội phạm ẩn nấp. Nhưng quá trình theo dấu nghi can, cảnh sát không phát hiện đồng phạm Dương Đức Nguyễn. Polifan chủ yếu đi về một mình nhưng luôn trong trạng thái phòng ngừa, để ý những người xung quanh. Kế hoạch vây bắt nghi phạm là phải bất ngờ, hạn chế tối đa khả năng anh ta chống cự, gây hại đến những người dân xung quanh, trinh sát kể. Do vậy, khi Polifan vừa đến phòng tập thể hình, nhiều trinh sát ập vào khống chế. Polifan khai, ngay khi cùng Jaden Nguyễn nhập cảnh Việt Nam đã chia làm hai hướng lẩn trốn, cắt đứt mọi liên hệ để tránh lộ tung tích. Số tiền mà người này tiêu xài trong thời gian qua là do những đồng phạm bên Mỹ cung cấp. Cùng thời điểm, Jaden Nguyễn cũng đã phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk trong mắt Việt kiều về nước du lịch và có ý định cưới vợ ở Việt Nam. Với ngoại hình điển trai, anh ta quen biết và có tình cảm với một cô gái xinh đẹp. Khi Jaden Nguyễn tìm đến nhà, tỏ ý muốn kết hôn và hứa bảo lãnh vợ sang Mỹ, gia đình cô gái đã rất yêu quý và vui mừng đón nhận. Họ đồng ý cho anh ta tá túc mà không biết đó là người đang mang lệnh truy nã của Interpol. Hai ngày sau khi đồng phạm Polifan bị bắt, ngày 22 tháng 6, Jaden Nguyễn cũng bị trinh sát phòng truy nã khống chế ngay tại nhà cô gái. Khi biết sự thật về con rể tương lai, cả gia đình cô ấy suy sụp, hoảng loạn, cán bộ truy nã kể. Ngay sau đó, Bộ Công an đã phối hợp cơ quan thực thi pháp luật Mỹ di lý hai nghi phạm về nước. Theo đài ABC 13, Sở Cảnh sát thành phố Houston cáo buộc Polifan và Jaden Nguyễn đã giết chết hai người ở khu West DC Jester vào ngày 27 tháng 1. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện nạn nhân Dana Risden, 35 tuổi, bị bắn chết tại hiện trường, trong khi bạn của nạn nhân là Jama Matimba, 37 tuổi, mất tích. 5 ngày sau, họ tìm thấy thi thể Martin bị trói bằng băng dính và bị bắn nhiều phát, nằm trong cốp sau chiếc xe bị bỏ lại tại bãi đậu. Các điều tra viên cho rằng, động cơ Polifan và Jaden Nguyễn bắn chết hai nạn nhân vì tranh cãi về ma túy, sau đó bỏ trốn tới Việt Nam. Cảnh sát đã tìm thấy cần sa ở nhiều địa điểm tại hiện trường cùng nhiều cọc tiền có tổng giá trị 35.980 USD giấu trong tủ lạnh. Cathy Vũ, 23 tuổi, bạn gái của Polifan, bị truy tố với cáo buộc tìm cách xóa dấu vết hiện trường bằng cách mua dụng cụ và lau rửa khu vực xảy ra tội ác. Cathy Vũ sau đó được tại ngoại nhưng phải nộp lại hộ chiếu và phải đeo vòng giám sát. Cathy Vũ khai rằng Martin từng đe dọa nhiều người, trong đó có bạn trai cô. Martin cũng nợ bạn trai cô 40.000 USD sau khi một giao dịch liên quan ma túy không diễn ra như kế hoạch. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng Martin và Phan từng có tranh chấp liên quan đến nợ nần. Sau khi Polifan và Jaden Nguyễn bị di lý về Mỹ, lãnh đạo Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã thăm Việt Nam ngày 11 đến 16 tháng 7, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của lực lượng này. Các cuộc gặp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ thuộc phòng truy nã tội phạm thuộc C02 phía Nam. Chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ Bộ Công an Việt Nam nhằm tìm ra những cá nhân này để họ phải đối mặt với công lý tại Mỹ. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Mỹ đã đảm bảo an toàn hơn cho cả hai nước chúng ta. Tôi hy vọng việc di lý những kẻ thủ ác này sẽ an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân, Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns bày tỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi tin tức trên kênh Việt Vision. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.